Vâng, chào các bạn. Nội thất Sen hướng dẫn các bạn cách lắp bàn xong rồi. Thì sau đây là hướng dẫn cách lắp ghế 405. Ghế 405 là ghế xoay lưng lưới. Ghế xoay lưng lưới thì trước tiên là về ốc thì các bạn lưu ý là có 4 ốc dài trong hộp ốc của nó nhé. 4 con ốc chung và 4 con ốc ngắn. Đều hết đấy. Đều nhau. Đấy, tổng là 8 con này. Cái 4 con là 12. Đấy, trước tiên là như thế. Thứ hai nữa là thành phần gồm có là một lưng này, hai tay này, một đệm này và bánh xe bát. Hụt hơi đâu? Chân xoay. Chân xoay và hơi. Đây em hướng dẫn cách lắp lưng luôn. Đầu tiên ta lắp tay vào lưng. Lắp tay vào lưng thì đúng cùng chiều ta lắp mà nó để vào, nó lưu ý là không nên lắp chắc luôn, mà ta lắp hờ một chút thôi, dùng ốc ngắn hai con đằng sau. Đây vị trí này. Đấy. Anh đứng là đã... Khi mà chúng tôi gửi về cho các bạn là bao giờ có cái lục giác này là vặn tay, còn nếu các bạn mà muốn nhanh thì các bạn lắp vào trong khoan pin khoan thường các bạn đã. Sau khi tay bên trái người ta lắp tay bên phải. Đó. Bên phải đi, anh lắp tay bên phải đi. Tương tự thôi. Lưu ý các bạn là ốc ngắn nhé. Xong rồi. Đây, sau khi lắp tay xong lắp không chắc đâu các bạn, lắp nhẹ lắp hờ thôi. Rồi. Đó, tay tiếp mục lắp đệm. Đó, lưu ý là cái vị trí của nó phải đúng vị trí ốc này. Đấy. Vào trong đi bạn ơi. Rồi, đấy, ta lộn lại này. Em rồi em lắp đi. Vị trí được rồi. Đấy, em lộn lại như thế. Sao cho đấy, tay vào với đệm này. Đây là ốc, 4 con ốc dài các bạn nhé. 4 ốc dài là sẽ vào vị trí này đấy. Rồi. Tương tự với cái tay bên phải luôn, lắp như thế, 2 con ốc dài. Lưu ý 4 con ốc dài là lắp vào đệm và tay các bạn nhé. Còn ốc ngắn là các vị trí khác, lưng và bát. Rồi, sau khi siết chặt ở đây ta siết chặt lưng luôn nhé. Đây 4 con là lưng luôn, ta siết chặt luôn. Với cái bát đỡ thì các bạn lưu ý cho tôi là cái mặt tròn xoay chỉnh ngả này nó ở phía trước các bạn nhé, phía trước của cái ghế đó. Có nhiều bạn lắp ngược cái ngồi ghế nó tội luôn đó. Nó xuôi về phía trước, đây nó hơi ngửa về phía sau một chút. Đấy. Trong quá trình vận chuyển mà đôi khi là cái chân tay này, cái tay hạ lên xuống này, nó mà xoay mất một vòng thì các bạn lộn lại cho tôi nhé. Còn đúng kiểu của nó sẽ đúng chiều của nó sẽ là như này đấy. Đấy, đã như thế là đúng chiều rồi các bạn ạ. Đó. Hơi quay đằng sau. Bạn lắp ngắt đi đấy. Sau khi lắp xong người ta hình thành cái phần trên của ghế nó như thế này. Đó, xong rồi. Tiếp tục đến đóng bánh xe vào chân. Đóng bánh xe vào chân thì các bạn lưu ý nó có hai kiểu lắp, một là một tay ta cầm chân, một tay ta cầm bánh xe ấn vào. Dứt khoát, đấy, và là xong. Đó. Dứt khoát và là xong. Và kiểu nữa, nếu mà người nào không bấm, không lắp được, ta để ngửa cái chân lên, ta ấn xuống cũng được. Đấy. Hoặc là kiểu nữa, là ta để ngửa cái bánh xe lên, lấy cái chân ấn xuống, đập. Đó, đấy, ta đập nhẹ trên, đấy, đập thế là nó cũng vào. Em bấm vào đập nó đúng thẳng nên nó mới vào. Đó, rồi ta cho cái chụp trước em ạ, cho chụp trước. Đó, đây là...